Năm 2019 được gọi là năm được mùa và bội thu tin vui của hội cầu thủ. Thành tích ở đội tuyển quốc gia hay cấp độ câu lạc bộ thì không bàn đến cơ mà, rất nhiều cầu thủ đã tìm được hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Chỉ một năm và Tiến Dũng, Hùng Dũng và Tiến Dụng đều lần lượt lên chức bố. Đón con đầu lòng nên chắc chắn, cả ba anh chàng này đều ít nhiều có chút vụng về, bối rối trong khoảng chăm sóc em bé. Ở sân nhà, ai mới là người xuất sắc nhất trong khoảng chăm sóc con đây? Bùi Tiến Dũng hát ru cô con gái Susie bằng hiên của quân Nga. Bờ, cứ nhìn Susie ngoan ngoãn, tròn mắt nhìn bố là biết cô bé thoải mái và hài lòng với con sen này rồi nha. Tiến Dũng thực sự là ông bố bỉm sữa 10 điểm đây. Cứ về nhà là chăm con cả ngày lẫn đêm thì thực sự, Khánh Linh là cô nàng có số hưởng ghê. Tập luyện trong tuần chăm chỉ rồi. Giờ cuối tuần về phụ mẹ chăm MC Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh mình đảm đang chăm con. Hùng Dũng khéo léo và ấm áp ôm cậu con trai Ti Ti vào lòng. Nhìn các anh chàng ôm con biết đây chắc cũng là một ông bố đảm ra trò đấy. Trong ngày đầy tháng Ti Ti, Hùng Dũng và vợ Mộc Trinh còn cẩn thận viết dòng chữ xin mọi người chỉ nhìn con thôi nhé để bạn bè không ôm hôn con, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bùi Tiến Dũng thì nằm giỏng ru con rồi. Lăn ra ngủ luôn. Bố Dũng có vẻ còn khá trẻ con nhưng mà chắc chắn, anh chàng sẽ sớm học hỏi để nỗ lực trở thành một ông bố khéo léo hơn thôi. Con trai của Bùi Tiến Dũng có tên Bùi Tiến Duy, nickname là Dính. Cậu bé 2 tháng tuổi này chắc chắn sẽ là cục cưng của không chỉ bố mẹ mà còn của chú Dũng Vôn, chú Quang Hải, chú Đức Chinh cho mà xem.